cháy nhà trọ 14 người tử vong, 3 nạn nhân bị thương xuất viện. Người vi phạm nồng độ cồn nói, thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu. Xe máy lao xuống mương thoát nước, 2 người tử vong. Phá đường dây làm giả tài liệu đặc biệt lớn liên quan 63 tỷ, thành. Tổng thống Putin đặt ra câu hỏi đặc biệt về Tổng thống Ukraine. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp 5 giờ sáng được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưởng Tết luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là cán bộ công chức, viên chức. Vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, công chức, viên chức có còn thưởng Tết sau cải cách tiền lương? Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về khoản tiền thưởng nói chung và khoản thưởng Tết nói riêng đối với cán bộ công chức, viên chức sau cải cách tiền lương. Tuy nhiên, theo tinh thần của Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, công chức, viên chức sẽ được bổ sung khoản tiền thưởng bằng 10% tổng quỹ lương của năm, không bao gồm phụ cấp. Cụ thể, cơ cấu tiền lương của cán bộ công chức, viên chức sau cải cách tiền lương được quy định tại Nghị quyết 27 như sau. Thu nhập của công chức, viên chức sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 bằng lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, cộng phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương, cộng tiền thưởng, quỹ tiền thưởng chiếm khoảng 10% tổng quỹ lương, không bao gồm phụ cấp. Do vẫn chưa có văn bản nào quy định chính thức về khoản 10% tiền thưởng, nên khoản thưởng Tết tới đây liệu có được gộp chung vào quỹ tiền thưởng hay không, còn cần phải đợi văn bản hướng dẫn chính thức được ban hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sắp tới. Chiều ngày 25 tháng 5, bác sĩ Bùi Sĩ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, trong chiều nay, 3 nạn nhân của vụ cháy nhà trọ ở đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội được ra viện. Sáng cùng ngày, các bác sĩ đã khám hội chẩn và đánh giá toàn trạng 3 bệnh nhân sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện. Về tình hình sức khỏe của 3 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, chiều ngày 24 tháng 5, hiện nữ bệnh nhân 84 tuổi vẫn phải điều trị tại Trung tâm Hồi sức Tích cực. Bệnh nhân đã được nội soi rửa phổi và làm các xét nghiệm đánh giá chức năng tim mạch, phổi, thần kinh. Kết quả cho thấy não và tim của bệnh nhân bị ảnh hưởng và đến nay bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng. Đối với 2 nạn nhân là vợ chồng đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đều có dấu hiệu ảnh hưởng cơ tim, bỏng đường hô hấp và ngộ độc khí CO, viêm phổi. Các bệnh nhân này được dùng thuốc giải độc khí CO và oxy cao áp để phòng biến chứng về thần kinh và tâm thần. Vụ cháy tại ngõ 119, phố Trung Kính đã khiến 14 người tử vong, 6 người nhập viện cấp cứu. Trong 6 nạn nhân được cấp cứu kịp thời, có 2 vợ chồng là người thuê trọ, còn lại là gia đình chủ nhà trọ. Nạn nhân cao tuổi nhất là 84 tuổi, nạn nhân nhỏ tuổi nhất là 11 tuổi. Ông Lê Anh Đức, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình cho biết, Sở đã nắm được thông tin việc một rào chắn bê tông được thiết lập ngay trước Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình, thành phố Đồng Hới gây xôn xao dư luận. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 5 đến sáng ngày 25 tháng 5, một rào chắn bê tông được đặt ngay sát lối vào chính của Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình, nơi mà hàng ngày có hàng trăm lượt xe cấp cứu, xe chở bệnh nhân và xe của nhân viên y tế qua lại. Theo ghi nhận, rào chắn này chắn ngang con đường dẫn vào bệnh viện, còn một lối nhỏ đủ để xe máy qua lại. Cảnh tượng người bệnh, đặc biệt là những người già khi đến khám bệnh, phải loay hoay tìm cách qua rào chắn để vào bệnh viện, khiến mọi thứ trở nên khó khăn, gây bức xúc cho đội ngũ cán bộ y tế cũng như người bệnh. Được biết, rào chắn này là do Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi Khí hậu thành phố Đồng Hới thiết lập. Trả lời báo chí, ông Lê Thanh Tịnh, giám đốc ban này xác nhận chính ông là người chỉ đạo nhân viên thiết lập rào chắn này. Theo ông Tịnh, lý do đây là công trường của gói thầu nối đường tránh thành phố Đồng Hới và cầu Lệ Kỳ đang thi công. Việc rào chắn để đảm bảo an toàn về tài sản, lao động và con người. Tuyến đường đang thi công, chưa nghiệm thu, bản giao, nếu phương tiện đi lại nhiều xảy ra tai nạn thì ban sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm. Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình cho rằng, việc thiết lập rào chắn mà không tính toán đến những ảnh hưởng tức thì lên hoạt động của bệnh viện và sự bất tiện cho nhân viên y tế, người bệnh đã dẫn đến những phản ứng trái chiều từ người dân. Tối ngày 24 tháng 5, các cán bộ đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện qua ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Baxter, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.
Trong hơn 2 giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng nói, có trường hợp vi phạm vượt xa mức cao nhất của khung hình phạt. Cụ thể, quá trình người đi đường dừng đèn đỏ tại ngã tư này, cảnh sát giao thông phát hiện ông DVP, 61 tuổi, ngụ quận 4, lái xe máy có dấu hiệu say xỉn. Ông này bị yêu cầu đưa xe vào khu vực tổ chức đo nồng độ cồn để kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn của người này thể hiện ông P sử dụng rượu bia. Nồng độ đo được là 1.128mg trên 1 lít khí thở. Làm việc với cảnh sát giao thông, ông P nói chấp nhận là có uống rượu và cho biết uống có xì mấy thôi. Ông kể trong lúc ông đang ăn dỗ có sử dụng rượu bia thì nhớ ra phải đi đón vợ đi làm về. Cứ thế, ông dắt xe máy để đi chở vợ. Ông này nói rằng mỗi ngày nếu ông không uống rượu thì ăn, ngủ không ngon. Thậm chí khi nghe cảnh sát giao thông tuyên truyền về tác hại của rượu bia, ông P còn nói ông thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu. Cán bộ xử lý cho biết với mức vi phạm của mình, ông P sẽ bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe 23 tháng. Ông P bị cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện, mang về trụ sở đơn vị theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 9 bị can liên quan để điều tra, làm rõ. Cụ thể, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Quang Thung, cựu Tổng Giám đốc, cựu quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn, Huỳnh Trung Trực, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Phạm Văn Thành, nguyên trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các cá nhân có liên quan cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị can bị cáo buộc đã có sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39B, Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 23 tháng 5, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng nay. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng gồm Doãn Tiến Dũng, sinh năm 1964, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò, Phan Công Đối, sinh năm 1977, Phó Chánh Văn phòng thị ủy Cửa Lò, Nguyên trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cửa Lò, Nguyễn Chí Nguyện, sinh năm 1971, Trưởng phòng Tư pháp, Nguyên trưởng phòng Tài chính thị xã Cửa Lò, Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1962, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cửa Lò, Hoàng Khắc Trường, sinh năm 1972, trú tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò đã tiếp nhận xử lý 53 hồ sơ đề nghị thu hồi đất, bố trí tái định cư của công dân để thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã. Đã tiến hành thu hồi 53 thửa đất và bố trí tái định cư 85 thửa đất cho các hộ dân này. Trong quá trình thực hiện, những người liên quan đã có nhiều hành vi vi phạm có dấu hiệu của tội phạm. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, môi trường đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc hai người đàn ông tử vong bên đường nghi tự té xe. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 4 giờ 40 phút ngày 25 tháng 5 trên quốc lộ 26, đoạn qua thôn 9 xã Krông Búc, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, anh Đỗ Đăng B, sinh năm 1992, ngụ huyện Krông Park, điều khiển xe máy chở ông Huỳnh Phi Hát, sinh năm 1981, lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đi huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk. Khi đến khu vực trên, chiếc xe máy đã lao xuống mương thoát nước phía bên phải hướng lưu thông. Vụ tai nạn khiến hai người đàn ông tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, đoạn mương thoát nước sâu khoảng 1,5 mét nhưng không được lắp các tấm chắn bê tông. Chiếc xe máy nằm gọn dưới mương nước, tông vào cống thoát nước. Ngày 25 tháng 5, có mặt tại khu vực rừng thông của Hợp tác xã Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Theo quan sát của phóng viên, có hàng loạt nấm đất nghi là màu giả vừa được tạo lập không lâu. Theo đó, có hai khu vực vùng đắp tạo lập các nấm đất nằm cách nhau bằng một lối mòn. Các nấm đất nằm san sát nhau, đường kính mỗi nấm khoảng 2 mét, trông giống như mộ thật. Các nấm đất này nằm cạnh các lăng mộ đã được xây dựng từ lâu và khuất dưới tán rừng thông.
Ông Nguyễn Trân Thử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Lương cho hay, sau khi phát hiện sự việc, địa phương đã mời các hộ dân liên quan đến họp làm rõ. Cuộc họp đã thống nhất yêu cầu người dân tự tháo dỡ những nắm đất được vun đắp, tạo lập, trở lại hiện trạng ban đầu trong thời gian 10 ngày. Được biết khu vực các nắm đất nghi là màu giả mọc lên đã được lập hồ sơ kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 vụ án sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển con dấu, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức có quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo Công an tỉnh Hà Nam, trong 6 tháng từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, ổ nhóm do Nguyễn Thành Thái, sinh năm 1991, ngụ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và Trần Xuân Hiển, sinh năm 1991, ngụ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cầm đầu đã tổ chức sản xuất, làm giả trên 50.000 giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức, gồm giấy phép lái xe các loại, giấy tờ khám sức khỏe, chứng chỉ nghề, bằng cấp các loại, xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Mức độ, quy mô sản xuất và mua bán của nhóm này rất lớn, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc đấu tranh. Công an xác định, ổ nhóm này đã thông qua các bưu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội chuyển giấy tờ giả đi 63 tỉnh, thành trên toàn quốc cho các khách hàng đặt mua, với tổng số tiền thu lời bất chính khoảng hơn 100 tỷ đồng. Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Tổng thống Nga hôm ngày 24 tháng 5 cho rằng Nga phải hoàn toàn chắc chắn rằng họ đang làm việc với chính quyền hợp pháp của Ukraine trước khi có thể tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa và ràng buộc về mặt pháp lý nhằm kết thúc cuộc xung đột. Ông Putin lưu ý rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã chấm dứt. Theo đài RT, Tổng thống Putin đã đưa ra nhận xét này tại Minsk trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Ông Putin nhắc lại sự sẵn sàng của Nga trong việc tham gia cuộc đàm phán với Ukraine nhằm chấm dứt tình trạng thù địch, đồng thời tuyên bố các cuộc đàm phán phải dựa trên lẽ thường và thừa nhận tình hình thực tế, đồng thời lấy thỏa thuận sơ bộ đạt được từ đầu cuộc xung đột làm nền tảng. Ông Putin nhấn mạnh, nhưng đàm phán với ai? Tôi đồng ý rằng đó là một câu hỏi đặc biệt. Chúng tôi nhận thấy tính hợp pháp của người đứng đầu nhà nước Ukraine hiện nay đã kết thúc. Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc hôm ngày 20 tháng 5 trong bối cảnh không có cuộc bầu cử nào được tổ chức với lý do Kiev đã ban hành lệnh thiết quân luật kể từ đầu cuộc xung đột với Moscow hồi cuối tháng 2 năm 2022. Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tạm thời chuyển giao nhiệm vụ để thực hiện thủ thuật y tế liên quan đến vấn đề bàng quang trước đó. Theo Lầu Năm Góc, ông Austin xác định mình sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ trong quá trình thực hiện thủ thuật xâm lấn tối thiểu tại Trung tâm Y tế Watergate và Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hicks sẽ đảm nhận công việc thay ông. Theo hãng tin Reuters, Lầu Năm Góc cho biết vấn đề về bàng quang không liên quan đến chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt và không ảnh hưởng gì đến tiên lượng đang tốt lên của ông Lloyd. Nhà Trắng và Quốc hội đã được thông báo về vụ việc. Thông báo từ Lầu Năm Góc về ca điều trị của ông Austin là một phần trong nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm minh bạch hơn về sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng. Cơ quan khí quyển và Đại học Quốc gia Mỹ NOAA đã đưa ra dự báo đáng lo về mùa bão Đại Tây Dương năm nay bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, với khoảng 17 đến 20 cơn bão được đặt tên. Trong đó, khoảng 13 cơn bão sẽ đạt sức gió 119 km/h trở lên, 4 đến 7 cơn bão từ 179 km/h trở lên. Theo quản trị viên NOAA Chris Pinkrat, đây sẽ là mùa bão Đại Tây Dương trên mức bình thường thứ 7 liên tiếp. Nhiệt độ cao bất thường kết hợp sự suy giảm của hiện tượng El Nino và hiện tượng La Nina bắt đầu là các nguyên nhân chủ yếu. Trong khi đó, châu Âu sẽ phải đối mặt một mùa hè thiêu đốt với nhiệt độ vượt mức bình thường tới 2,5 độ C. Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu ECMWF, dự báo này làm gia tăng nỗi lo về nguy cơ xảy ra cháy rừng nghiêm trọng và kéo dài. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng đang tấn công Nam Á. Tại Ấn Độ, ít nhất 9 người thiệt mạng do nghi ngờ bị sốc nhiệt ở bang Rajasthan. Thành phố Barmer ở bang này đạt nhiệt độ 48,8 độ C hôm ngày 23 tháng 5. Nắng nóng nghiêm trọng cũng bao trùm các bang Punjab, Haryana. Trong khi đó, Bộ Y tế Mexico hôm ngày 23 tháng 5 cho biết nắng nóng cực độ bao trùm phần lớn đất nước đã gây ra ít nhất 22 ca tử vong từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 5. Nhiệt độ một số nơi đã đạt mức 45 độ C và có thể sẽ tăng trong những ngày tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp 5 giờ sáng của chúng tôi.
Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube của Báo Người Lao Động ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!